Mật ong có tác dụng gì? Bạn đã từng nghe qua câu hát tháng 3 một con ong đi lấy mật. Mùa xuân hoa nở khắp nơi cũng là lúc mật đang bước vào giai đoạn ngọt nhất, chất lượng tốt nhất. Mật ong được tạo thành từ chất ngọt của mật hoa do ong thu thập được trong các bông hoa. Tính đến nay, có khoảng 320 loại mật ong với các màu sắc, mùi và hương vị khác nhau. Và mật ong được biết đến như một bài thuốc từ thiên nhiên với nhiều công dụng thần kỳ. Đầu tiên có thể kể đến công dụng mật ong giúp giảm ho. Nhiều nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về hiệu quả của mật ong giúp làm giảm các triệu chứng ho, đồng thời cải thiện giấc ngủ của trẻ nhiều hơn khi sử dụng thuốc ho thông thường. Tuy nhiên, mật ong chỉ nên sử dụng giảm ho cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Khi cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong thì có nguy cơ ngộ độc Clostridium botulinum, một dạng ngộ độc thịt gây ra các triệu chứng lên tiêu hóa và thần kinh. Ngay cả với người lớn, uống mật ong pha với nước ấm sẽ giúp giảm số lần ho, đồng thời dịu nhẹ cho cổ họng. Nếu ho kéo dài, có thể sử dụng quất hoặc chanh đào ngâm mật ong cũng giúp giảm tần suất cơn ho. Thứ hai, mật ong có khả năng chống oxy hóa tốt. Thành phần dinh dưỡng trong mật ong khá phong phú, đặc biệt với hàm lượng chất chống oxy hóa cao như hợp chất phenolic và các axit hữu cơ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong mật ong cũng có thể giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Thứ ba, mật ong cải thiện chỉ số cholesterol. Cholesterol LDL cao có liên quan đến tình trạng xơ vỡ động mạch, dễ dẫn đến các cơn đau tim và đột quỵ. Mật ong có tác dụng tích cực trong việc làm giảm lượng cholesterol LDL xấu, đồng thời tăng đáng kể lượng cholesterol HDL tốt, do đó rất có lợi cho quả tim của chúng ta. Thứ tư, mật ong giúp làm giảm triglycerides liên quan đến cao mỡ máu, tăng huyết áp. Triglycerides máu tăng được xem như yếu tố gây bệnh tim mạch và liên quan đến tình trạng kháng insulin, nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường type 2. Dùng mật ong thường xuyên sẽ giúp làm giảm mức triglycerides máu, do đó sẽ là tuyệt vời nếu bạn có thể thay thế đường bằng mật ong. Thứ năm, mật ong giúp giảm bệnh tiêu hóa. Mật ong ngăn chặn sự bám dính của vi khuẩn gây bệnh ở đường ruột, do đó giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa. Với tác dụng kháng khuẩn, mật ong giúp nhanh chóng phục hồi tiêu chảy do nhiễm khuẩn. Thứ sáu, mật ong giúp chống trầm cảm. Mật ong có thể mang lại lợi ích chống trầm cảm, co giật và lo âu. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng chứng minh là mật ong giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn trí nhớ. Và cuối cùng, mật ong hỗ trợ liền vết thương rất tốt. Sử dụng mật ong y tế được chứng minh có tác dụng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, đặc biệt là vết bỏng. Mật ong có tác dụng khử trùng, giảm viêm và sưng tấy, nên nếu bị bỏng, bạn chỉ cần bôi trực tiếp mật ong lên trên vết bỏng rồi băng lại bằng gạc mỏng. Thực hiện khoảng 2-3 lần trên một ngày đến khi vết thương khô và lên da non. Để sử dụng mật ong, bạn có thể chọn cách đơn giản là pha mật ong với nước ấm, có thể hoặc thêm một chút chanh vắt uống trước khi ăn để thải độc và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.